chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm clip về da bấm hổ. Chưa bấm mới vô chết rồi, sao? Sẽ làm lại thôi. Nếu các bạn đăng nhập vào hôm nay, nó sẽ tặng các bạn một xe dao ống hổ 6 tiếng các bạn. Đất này chạy hoài ấy. Đậu phộng đó, đậu phộng á, đậu phộng. Trời ơi, mình sẽ không sao, ăn được 5 mạng về tiếp tục. Thằng đó à, nếu các bạn muốn mình làm về cái khẩu gì hoặc là cây gì, các bạn hãy comment ở phía dưới thôi, phía dưới chỗ nhận xét á. Nếu mình có súng mình sẽ làm. Đây con trả thù nè. Xin mời em ơi. Ba kêu nữa mình sẽ quyền, mình sẽ dán trên. Chút xíu mình sẽ đổi mát các bạn. Khi mát có loại một bát. Thương nè, nè. Đây nè em. Đây nè em ơi. Đây nè em ơi. Đây nè em. Đây nè
nè em yêu, cây nè em yêu. Rồi mình sẽ dành thêm một trận nữa các bạn. Mình sẽ đổi má thằng má đấu trường các bạn. Đục. Đây nè em ơi. Đậu không có chạy cứng lại nó gì đây nè em ơi, đây nè em, đây đây nè em ơi, giết hết rồi, tốt. À rồi à, em chồng nó thì là cho chị nó lấy xe đó. Rồi cái xe đây không chịu nó. Rồi mới mua cái xe cuốn của ông bán cho chị đó. Em ơi hãy sửa tiệm á. Quá xâm chiếm ghê đường á bà. Đây nè em ơi, trời ơi đường sâu nè em ơi, sâu nè em ơi, đây nè em ơi, đâu vậy, phê quá, phê quá trời, thương em chứ. Trời thương quá bạn ơi. Tiếp tục quá xâm chiếm giết nó. Không em tiếng ơn. Nếu các bạn thích clip này thì hãy like and share and sub và đăng ký ủng hộ kênh mình nhé. Xin chào.